Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người sản phẩm đó là serum dưỡng da mặt HA nhé mọi người nhé. Serum dưỡng da mặt HA nó có tác dụng gì ạ? Tác dụng của nó là cung cấp độ ẩm cho da này, làm giảm mụn này, giảm nám tàn nhang này, làm se khít lỗ chân lông này, làm trắng sáng đều màu da nhé mọi người nhé. Đây ạ, một lọ serum dưỡng da HA bao gồm 20 ml, mọi người dùng được từ 4 đến 5 tháng nhé mọi người nhé. Cách dùng của nó như thế nào ạ? Đây ạ, sau đây em sẽ đây ạ. Cách dùng của nó nhá, mọi người cho 3 giọt lên 3 điểm trán này, hai gò má này. Một ngày mọi người dùng 2 lần cho em nhé mọi người nhé. Đó là vào buổi sáng ạ. Buổi sáng khi mọi người ngủ dậy này, mọi người để vệ sinh cá nhân xong thì mọi người dùng serum dưỡng da HA nhé mọi người nhé. Vào buổi tối trước khi đi ngủ nhé. Buổi tối trước khi đi ngủ mọi người cũng dùng 3 giọt cho em ạ. Để nó cung cấp độ ẩm nhé. Với cái mùa hanh khô như thế này thì da mặt mình rất là bị tổn thương ạ. Da mặt mình rất là bị tổn thương, bị thô ráp này. Bị rất nhiều người sẽ bị bong những cái lớp vảy trắng trắng này nhá mọi người nhá. Thì mọi người đấy là do da mình đang gặp vấn đề thiếu nước, thiếu độ ẩm nhá mọi người nhá. Vì thế nên mọi người phải dùng ngay serum dưỡng da HA để nó cung cấp độ ẩm cho da. Dùng vào da nó rất là mềm nhá mọi người nhá, nó không còn kiểu thô ráp hay là da nó cứ bong những cái trắng trắng lên nữa đâu nhá. Khi mọi người dùng serum này thì nó sẽ làm mềm da này. Da sẽ rất là mướt nhá, nó không còn thô ráp nữa đâu ạ. Giá niêm yết của lọ serum này trên thị trường là 330 nghìn nhá mọi người nhá. Một lọ mọi người dùng được từ 4 đến 5 tháng ạ. Vừa rồi em đã giới thiệu về sản phẩm serum dưỡng da HA nhá. Mọi người nếu như ai đang gặp vấn đề như em vừa nói như là